Nam ơi, bấm cái nút bên trên Hoàng Anh cái. Đóng luôn. Cốp điện Hyundai Creta 2016. Đóng mở bằng cách nhấn 3 lần nút mở khóa trên điều khiển. Thao tác một nút ấn trên ở đằng sau cốp. Cảm biến đá chân xuyên nhựa cao cấp. Đá chân rất nhạy luôn ạ. Đây là một nút ấn ở trên phía táp lô. Bấm nút, ngồi trong xe bấm nút là cốp cũng đóng mở. Cốp vào rất là khít và êm ái. Rồi bấm đi. Một bộ cốp điện cho xe Ford Focus. Tính năng đóng mở cốp trên chìa khóa vẫn là giữ được zin. Cốp đóng mở rất là nhẹ nhàng.
cốp được thiết kế theo xe, lắp đặt hoàn toàn là không có chế cháo gì hết. Xe này cũng được có trang bị thêm cảm biến đá cốp để thuận tiện cho mình sử dụng khi mà mình bê vác đồ, thì có thể tiện mở đóng cốp bằng thao tác đá cốp. Ngoài ra thì ở khu vực của tài xế cũng được trang bị một nút điều khiển. Để đây, ở đây là nút điều khiển ở khu vực của tài xế. Cốp cũng được trang bị tính năng chống kẹt. Khi cốp đang đóng xuống và gặp vật cản thì cốp sẽ dừng lại. Và tính năng chống kẹt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đối với các cái dòng xe có thể trang bị cốp điện thì đều được lắp đặt bởi các cái bát zin lắp theo xe, nên quý khách yên tâm là lắp đặt rất là kỹ càng, gọn gàng cho quý khách, đảm bảo an toàn và đảm bảo thẩm mỹ cho quý khách. Quý khách nào có nhu cầu lắp đặt cốp điện hay là các phụ kiện liên quan đến ô tô có thể liên hệ bên em Rambo Auto